vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FPNC ngày hôm nay. Tôi là Phi Yến. Kính thưa quý vị, sau lần cảnh báo đầu tiên vào đầu tuần vừa qua thì mới đây Nhà Trắng lại tiếp tục cảnh báo rằng có nguy cơ lực lượng Syria đang chuẩn bị cho một cuộc công kích mới và có thể là tấn công hóa học. Trong cuộc nói chuyện với phóng viên trên đường tới trụ sở chính của NATO tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết phía chính phủ Syria có vẻ muốn đưa ra một lời cảnh báo, nhưng hiện tại phía Mỹ vẫn chưa thể khẳng định rằng việc chuẩn bị tấn công của Syria đã hoàn tất hay đã bị hoãn. Tuy không đưa ra bằng chứng cụ thể, song hiện tại chưa có cuộc tấn công nào xảy ra. Phía Syria đã phủ nhận kế hoạch tấn công hóa học này. Nga, phía chống lưng chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, nếu phía Mỹ có bất kỳ hình thức đáp trả nào khởi xướng trước nhằm chống lại lực lượng Syria, thì phía đó sẽ nhận được những kiểu đáp trả tương xứng. Như trong lần xung đột gần đây nhất, chỉ 2 tuần sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria, điều này đã khiến Nga tức giận và tiến hành nhiều hành động hơn để đáp trả những phi cơ của Mỹ. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã thông qua một trong những luật khắt khe nhất tại nước này, đó là luật tình báo mới. Luật tình báo mới này của Trung Quốc cho phép họ có quyền kiểm soát những đối tượng khả nghi, các văn phòng và thu giữ tài sản. Những hoạt động này đều được thi hành dưới chức danh tình báo quốc gia. Đây là bước đi mới nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm xua tan đi những mối đe dọa an ninh đối với Trung Quốc. Ông Tập đã rất nỗ lực để luật tình báo mới này được nhanh chóng thông qua. Để đi tới quyết định thông qua này, Hội đồng Thường trực của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đi qua một vòng tham khảo ý kiến của công chúng, khác so với những quyết định mang tính tranh cãi trước kia, thường phải qua 2 hoặc 3 vòng. Giờ đây, chính phủ Trung Quốc có quyền kiểm soát và điều tra những cá nhân không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả người nước ngoài. Trước đó, vào năm 2014, Trung Quốc đã đẩy mạnh quyền kiểm soát tình báo bằng cách đưa thêm những luật kiểm soát về vấn đề an ninh mạng và chống khủng bố. Kính thưa quý vị, sau khi tấn công nhiều công ty và cơ quan tại khu vực châu Âu, thì giờ đây lại virus mới được cho là có khả năng phá hoại mạnh hơn mã độc tống tiền WannaCry trước đó, đã bắt đầu lây lan tới khu vực châu Á. Và mở đầu đợt tấn công này là Ấn Độ, với lần tấn công đầu tiên vào cảng vận tải lớn nhất tại nước này. Nhiều chuyên gia về an ninh mạng gọi loại virus này là Golden Eyes. Ấn Độ là điểm mở đầu quá trình lây lan và tấn công của loại virus này vào châu Á. Jawaharlal Nehru Port Trust GNPT là một trong những cảng biển lớn nhất tại Ấn Độ đã báo cáo bị virus Golden Eyes tấn công. Cảng bị tấn công này do tập đoàn vận chuyển hàng lớn của Đan Mạch là AB Moller Maersk vận hành. Đây cũng là công ty đã báo cáo bị virus tấn công và gây ra nhiều sự cố trên hệ thống máy tính của hãng trên toàn cầu. Hiện tại, cảng Jawaharlal Nehru đang phải dọn dẹp các container chứa hàng bằng tay, nhưng năng lực vận hành của cảng đã giảm 3 lần. Một vài hệ thống trên toàn cầu, đặc biệt là trong ngành công nghiệp vận chuyển, đã phải chịu tác động nặng nề từ loại virus này. Lần tấn công này cũng tương tự như mã độc tống tiền WannaCry trước đó. Nó cũng gây ra hậu quả nặng nề đối với những loại máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và SMB hay Port 445. Nó sẽ lan rộng trong mạng nội bộ. Để khắc phục lỗi này, mỗi máy tính cần phải cập nhật bản vá mới cho hệ thống, và Microsoft đã cung cấp một bản vá trước đó rồi. Loại virus này bắt đầu tấn công hệ thống máy tính trên toàn cầu từ ngày 28 tháng 6 và nó đã tác động tới hàng ngàn máy tính, gây nhiều hoạt động tại các cảng trên toàn cầu. Sau Thái Lan, Singapore thì Đài Loan đang được xem là điểm du lịch outbound mới bùng nổ của du khách Việt Nam. Số liệu từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, riêng những tháng đầu năm nay thì lượng khách Việt Nam sang Đài Loan, Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là những hình ảnh ghi nhận tại công ty dã ngoại Lửa Việt. Đại diện doanh nghiệp cho biết những ngày này công ty đang tất bật chuẩn bị cho những tour outbound đi Đài Loan. Cụ thể, trong tháng 6 này, Lửa Việt có đến 7 đoàn khởi hành đi Đài Loan. Mỗi đoàn có từ 1 đến 2 xe, tức từ 50 đến 100 khách. Theo lịch trình, từ nay đến cuối năm, Lửa Việt sẽ có hơn 20 đoàn tương tự đi Đài Loan đã được bút chỗ. Do đó, theo anh Nguyễn Khắc Trung Hiếu, nhân viên phụ trách kinh doanh outbound của Lửa Việt, du lịch Đài Loan đang được giới kinh doanh lữ hành gọi là quả bom mới của du khách Việt Nam, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong thời gian tới. Nhận thấy được xu hướng này, từ cách đây hơn một năm, Lửa Việt đã bút trước các tour tại Đài Loan để tung ra mức giá vé khá cạnh tranh. Riêng tại Lạc Việt Travel, đại diện doanh nghiệp này cho biết công ty đang chuẩn bị thành lập một văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để đón đầu xu hướng khách sang thị trường Đài Loan. Ở Đông Hà Nội hiện giờ mỗi tháng là có 2 tour khởi hành định kỳ. Đầu Sài Gòn thì hiện nay là chưa có khởi hành định kỳ, mà chỉ có những đoàn họ đặt trước. Chẳng hạn như là sắp tới đây mình có một vài đoàn tầm tháng 10, tháng 11 họ dự định đi Đài Loan. Thì mình cũng đang làm, vừa mới tiếp nhận văn phòng nhưng mà tín hiệu rất là khả quan, đã có đoàn đặt riêng đi Đài Loan, rất là khả quan.
Theo số liệu của Bộ Kinh tế Đài Loan, nếu như năm 2015 có khoảng 146.380 lượt khách Việt Nam sang Đài Loan, thì đến năm 2016, con số này đã tăng hơn 196.600 người. Riêng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay, số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan đã đạt hơn 40.000 lượt người, tăng trưởng hơn 91% so với cùng kỳ năm 2016. Với tốc độ tăng trưởng này, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đang kỳ vọng lượng khách Việt Nam sang Đài Loan trong cả năm nay đạt mốc 500.000 lượt, nghĩa là tăng hơn 2,5 lần so với năm 2016. Nguyên nhân du lịch Đài Loan trở thành cơn sốt tại Việt Nam, theo Văn phòng Xúc tiến Du lịch Hội nghị và Triển lãm thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, là do chính sách hướng Nam của Đài Loan. Theo đó, Đài Loan đang muốn đẩy mạnh giao lưu về kinh tế du lịch với 18 quốc gia ở khu vực phía Nam, bao gồm cả Việt Nam. Chính quyền Đài Loan đang tạo điều kiện làm sao thu hút ngày càng nhiều người Việt Nam sang Đài Loan du lịch. Cụ thể thì chúng tôi đang nới lỏng các thủ tục visa. Thứ nữa là đang có nhiều hãng máy bay giá rẻ thu hút khách Việt Nam sang Đài Loan du lịch. Đài Loan có môi trường tương đối an toàn, ổn định, thân thiện và tiện lợi. Các dịch vụ về giao thông, ăn uống, về mọi thứ tại Đài Loan đều tiện lợi cho du khách khi đến một nơi mà mình chưa hề đến trước đó. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2016, Đài Loan đã có chính sách miễn visa trong vòng 30 ngày cho công dân 8 nước, trong đó có Việt Nam. Nếu như du khách này có visa Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Úc, New Zealand và Hàn Quốc, còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập khẩu không quá 10 năm, đây được coi là một trong những chính sách quan trọng tạo sức hút cho du lịch Đài Loan tại thị trường Việt Nam. Cũng theo tổ chức này, làn sóng khách du lịch Việt Nam sang Đài Loan không chỉ là cơn sốt tại Việt Nam, mà còn đối với các doanh nghiệp du lịch tại Đài Loan. Chẳng hạn, công ty du lịch Welcome Travel Service, đại diện công ty này cho biết có đến 80% lượng khách inbound của công ty là từ Việt Nam. Tính đến hết quý 1 năm nay, Welcome Travel Service ước tính đã đón khoảng 44.000 lượt khách Đài Loan, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ vào khoảng 14.000 lượt. Nhằm thúc đẩy hơn nữa lượng du khách Việt Nam sang Đài Loan còn đang xúc tiến chương trình Meet Taiwan, hướng đến các tour du lịch khen thưởng của công ty. Chương trình dành nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp muốn khen thưởng nhân viên bằng chuyến đi du lịch Đài Loan. Gần đây nhất, chương trình đã tổ chức một buổi giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt của 6 doanh nghiệp du lịch hàng đầu Đài Loan và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Đài Loan từng được chọn là điểm đến châu Á năm 2016 do Lonely Planet bình chọn và được National Geographic đánh giá trong top 10 chuyến du lịch mùa đông tốt nhất thế giới. Còn nhờ vào sức bật của cổ phiếu ngành ngân hàng, các chỉ số chính trên phố Wall cũng bám kịp đà tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch thì S&P 500 có điểm tăng cao nhất sau 2 tháng giảm điểm liên tục. Nhờ vào sự hỗ trợ của cổ phiếu Goldman Sachs, kết thúc phiên giao dịch chỉ số Dow Jones tăng 140 điểm, tương ứng 0,68%. Chỉ số S&P 500 cũng tìm được sắc xanh, tăng 0,88%. Đây là lần tăng mạnh nhất của S&P 500 kể từ cuối tháng 4 năm 2017. Giới đầu tư hy vọng các ngân hàng lớn sẽ vượt qua được phép thử với việc tăng mức lãi cao cho các cổ đông. Cổ phiếu của hai ngân hàng lớn tại Mỹ là JP Morgan Chase và Goldman Sachs đều tăng 1% sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 6. Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 6 là lĩnh vực tài chính. Lĩnh vực tài chính có được phiên thể hiện tốt hơn so với tháng trước, tăng 2,42% dù nguy cơ lãi suất sẽ tăng cao. Trên lĩnh vực công nghệ, hầu hết cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như Apple, Facebook, Amazon và Netflix đều tăng điểm. Chuyển sang thị trường chứng khoán, thưa quý vị, nhờ vào sắc xanh từ thị trường chứng khoán Mỹ, phiên hôm trước thì chứng khoán châu Á phiên 29 tháng 6 cũng đã có ngập sắc xanh. Kết phiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,54%, KOSPI của Hàn Quốc nhích lên 0,63%. Tại thị trường chứng khoán Úc, chỉ số ADX 200 tăng 0,96% nhờ vào đà tăng của các chỉ số phụ mảng năng lượng, vật liệu và công nghệ thông tin. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có một phiên giao dịch tích cực đầy sắc xanh, chỉ số Shanghai tăng 0,32%. Thị trường chứng khoán Indonesia đóng cửa ngày 29 tháng 6. Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Toshiba thu hút sự chú ý của giới đầu tư do Toshiba hoãn kế hoạch bán lại mạng sản xuất chip của hãng vì liên quan tới việc Toshiba muốn đưa Western Digital ra pháp luật do có can thiệp vào thương vụ này. Kết phiên, cổ phiếu của Toshiba giảm sâu 4,21%. Bên cạnh đó, những nhận định của đại diện ngân hàng Anh Quốc về việc có thể tăng lãi suất vào tháng tới cũng có tác động chấn an tâm lý của giới đầu tư châu Á. Còn về thị trường trong nước, thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đã duy trì xu thế tăng vững chắc trong phiên giao dịch ngày hôm nay 29 tháng 6. VN Index đã trở lại mốc 770 điểm nhờ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường tiếp tục đà tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch. Chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 770 điểm với sắc xanh tràn ngập trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, nhóm ngân hàng và dầu khí đều diễn biến khá tích cực. Hoạt động giao dịch tiếp tục diễn ra sôi động tại các cổ phiếu bất động sản mang tính đầu cơ cao. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục duy trì trên sàn HOSE. Các cổ phiếu như Masan, Petrolimex, ROS,
hỗ trợ tốt cho xu thế tăng của thị trường. So với những phiên trước, hoạt động giao dịch đang dần sụt giảm trước xu thế biến động của chỉ số. Đóng cửa thị trường VN-Index tăng 0,35% lên mốc 771,75 điểm, thanh khoản đạt gần 3.700 tỷ đồng, tương đương trên 210 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index cũng có phiên diễn biến khá khởi sắc, các cổ phiếu chủ chốt hỗ trợ đà tăng của thị trường. Mặc dù vậy, giao dịch trên sàn vẫn thiếu tích cực với sự thận trọng của nhà đầu tư. Khép phiên HNX Index tăng 0,45%, đạt 98,8 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 41 triệu đơn vị, ứng với gần 570 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh FBNC để theo dõi những nội dung nổi bật của phần tiếp theo chương trình. Doanh nghiệp máy công cụ Đài Loan tăng cường liên kết với các trường đại học. Đồng Nai khánh thành chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây.